Hello, chào các bạn. Hôm nay Phong Lê và Việt Hình và anh Vũ lại một lần nữa để nói chuyện về nước Mỹ. Hôm nay chúng tôi sẽ nói về cái chuyện mà lớp đầu tiên qua Mỹ thì phải thích hợp, thích nghi ra sao, học tiếng Anh ra sao, làm sao mà để mà hòa nhập vào cuộc sống Mỹ. Thì chào anh Việt. Chào anh Phong. Chào anh Vũ. Chào Phong. Chào con. Ba chào con. Dạ, chào anh. Các bạn. Hôm nay qua Mỹ lúc 13 tuổi. Người ta nói là con nít đó, khi mà qua Mỹ thích nghi sẽ dễ hơn. Tại vì không cần phải trang trải, phải không cần phải buông trải, không cần phải đi làm, không cần phải nói chung không cần làm mẹ, chỉ cần lo đi học thôi. Đó thì Phong Lê có cuộc sống khác với Việt và anh Vũ, tại vì hai người này là Việt là qua đây là một mình một mạng. Đúng không? Một mình một mạng, không cha không mẹ, không có người thân. Qua đây là ở Việt nữa, lúc mà Việt qua đây Việt sống với ai Việt? Lúc đầu em mới qua em ở với cô em, thật ra em có cô nhưng mà em không có get along với bà, em không có hòa hợp với cô em được, cho nên em ở với bà được 3 tháng là em buông rồi. Rồi em ở ngoài em mướn nhà ở ngoài, em ở với lại tiền đâu mướn nhà, em ở với lại người ta. Lúc đó mới qua thì ông già còn support cho gửi tiền Việt Nam qua. Đúng rồi, thì em chạy ra ngoài em mướn nhà, thì em mướn được nhà của một cái bà Mỹ đó, thì em ở chung. Em không biết sao tự nhiên lúc đó mình muốn học tiếng Anh, cho nên là mình muốn ép mình phải là vô ở với người Mỹ cho bằng được, dù không biết nói con mẹ gì hết. Không biết nói gì hết. Em vô gặp bả, em kiếm trên Craigslist, em quơ tay với bả không hồi cũng xong cái hợp đồng. Em quơ tay với bả hồi cũng xong hợp đồng đó. Quá hay luôn. Nghĩa là Việt nói muốn học tiếng Anh thì bắt buộc phải ở một cái chỗ mà bắt buộc mình phải nói tiếng Anh, cái môi trường mình bắt buộc phải nói tiếng Anh. Chứ còn mình ở trong học tiếng Anh mà mình đi vô những khu Việt Nam mình ở thì sẽ không có ai nói chuyện chơi bạn bè giống như bạn bè Việt Nam, không thì nói chuyện tiếng Việt không. Nên các bạn muốn học tiếng Anh mà nhanh nhất dễ nhất là bắt buộc mình phải vô cái môi trường, và cái giống đi lớp học cũng vậy, phải vô cái chỗ mà học là toàn mấy thằng nước ngoài không, rồi thì mình mấy thằng kia không biết tiếng Anh, nó bắt buộc nó phải nói tiếng Anh với mình. Đó, còn anh Vũ thì anh Vũ đây nè, anh Vũ này là kinh khủng nhất. Không, anh Vũ đã kể Phong Lê là anh Vũ đã qua Mỹ năm mấy anh Vũ? Năm đó là 89. Anh Vũ qua năm 89 mà anh Vũ đi một thân một mình nha. Năm con ra đời. Năm đó con ra đời đó, bao lâu rồi. Bởi vậy cho nên thì qua đây cũng có một mình với hai anh vợ. Ba lớp Vũ mà mấy tuổi vậy? 20 tuổi. 20 tuổi? Ừ. Lúc đó là chiến tranh Việt Nam xong rồi. Cũng xong rồi. Nó 75 là xong. Dạ. Nhưng mà sau chiến tranh của Việt Nam đánh với lại Campuchia thì khi cái năm mà mình qua đây thì mình đáp xuống phi trường LAX ở đây. Thì sống ở đây được một thời gian cũng chỉ có 3 tháng thôi. Mà ai giúp anh? Là người em, bên vợ giúp. Thì bên đây, mình qua tới đây, Orange County này. Qua đây, ở đây được 3 tháng. Nhưng mà xong rồi mình cảm thấy cuộc sống ở đây nó không có những như cái ý thích của mình. Hay là sao đó, mình cũng quên rồi. Nhưng mà thì mình mới bay xuống lên trên North là ở Auckland. Có thể mà học tiếng Anh nhanh, hòa đồng được với người bản xứ, có thể tiếp xúc và nói chuyện và kiếm được việc làm ổn định á, thì các bạn phải nói được tiếng Anh. Nếu mà không nói được tiếng Anh á, thì là các bạn sẽ bị tụt hậu, các bạn sẽ bị không phát triển được, không có phát triển được, không có cái các bạn không thể nào mà đi lên được. Cộng đồng có nhiêu đó, cộng đồng gì thì thật sự ra cái quyết định của mình mà đi lên một cái vùng mà toàn là những người Mỹ bản xứ á, là quyết định đúng. Tại vì các bạn phải mạo hiểm nhưng đúng rồi, phải đưa các bạn phải đưa các bạn đi vô một cái nơi mà các bạn bắt buộc phải đẩy mình lên. Đúng rồi, đó mình lên. Thì khi các bạn sống được một thời gian thì các bạn sẽ giỏi, các bạn giỏi. Sẽ chắc chắn là phải đi học, thích nghi. Đúng rồi. Thứ nhất là phải đi học, thứ hai là các bạn phải đi ra buông trải để mà đi làm, đi kiếm tiền. Sống. Thì cái chỗ mà mình sống đầu tiên á là ở cái thành phố nó gọi là Auckland, mà riêng cái tiếng mà dân giang hồ mà nói cái thành phố Auckland là ai cũng biết đó là thành phố thiên thần. Đó là Angel City. Đó. Thì tại sao nó là thiên thần? Thành phố đó, nó kinh khủng lắm các bạn. Sáng các bạn ngủ dậy
bạn đi ra ngoài đường các bạn sẽ không thấy mặt trời đâu, tại vì nó đen thù lùi. Cái đó là bộ thiên thần sống trong bóng tối hả? Đúng rồi. Tại vì cái The Fallen Angel. Tại sao gọi là ngủ dậy sáng các bạn không thấy mặt trời đâu? Tại vì cái thành phố của mình ở là 70% dân sống ở đó là người da đen. Ừ, anh Vũ là có gì quý vị? Thì không biết quý vị ở Việt Nam không biết sao, nhưng bên Mỹ á là những cái khu mà những khu nghèo, những khu ổ chuột đó. Những cái khu nghèo, những khu ổ chuột, những cái khu mà ra đường mà rác lớn ung sùm mà thấy hả dẻ nụ dẻ ung sùm rồi hả thấy hả, dân giang hồ đứng bán cần sa ma túy này nọ là những đa số là những cái khu đó là khu của Mỹ Đen. Mà khu Mỹ Đen này khu nhà rất là rẻ đúng không Việt? Đó mà anh Vũ sống ở trong đó, một người Á Châu mà sống trong cái khu Mỹ Đen rồi hả, cái khu nguy hiểm nhất ở tại thành Oakland là một cái khu nguy hiểm nhất, kế Oakland là San Francisco. Quý vị biết San Francisco là cái cầu đỏ, cái chỗ đó giàu sang, nhưng mà Oakland là hả nằm hả giữa Oakland là trong một khu là khu Mỹ Đen, không là khu rất là nguy hiểm. Anh Vũ ở lâu tới nỗi mà thường á bên đây mà mình kêu mấy anh Mỹ Đen nít gà là nó đánh mình liền nếu mà nó phải Mỹ Đen. Mà anh Vũ là ở Âu đến nỗi mà anh mấy anh Mỹ Đen kêu anh Vũ là nít gà, mà anh Vũ kêu Mỹ Đen nít gà nó happy luôn. What's up homie? Mà anh Vũ vàng quá. Lại con. Dạ. Con đừng nói vậy. Để anh Vũ qua đó anh Vũ làm gì qua vô? À thì khi mà mình dời nhà xuống dưới cái khu Oakland mình ở đó, thì là cái job đầu tiên của mình làm là mình làm ở cây xăng. Thì cái cây xăng ở bên Mỹ này các bạn, nó không có giống như ở cái hình ở Việt Nam là chỉ bán xăng thôi, đúng không? Cây xăng ở bên Mỹ này nó nói chung ra nó giống như cái tiệm tạp hóa vậy. Đó thì bán xăng và bán kẹo, bánh, bao cao su, rồi luôn cả thuốc lá nữa các bạn, thuốc lá, tất cả mọi thứ mà coi như là giống như tiệm tạp hóa nhỏ nhỏ vậy đó. Thì cái chỗ mình bán á, khi mà cái ấn tượng đầu tiên của mình nhận được cái job đó là cái chỗ mình làm nó giống như cái chuồng đó, nó nhốt mà nó rộng, dạ, cửa thì cửa sắt dày, cái thứ nhì nữa thứ kiến chống đạn, là kiến chống đạn, kiến dày các bạn, ngân hàng, đúng rồi. Đó thì mình nói cái cảm giác của mình nó đặt câu hỏi tại sao mà mình làm ở cây xăng mà tại sao một cái mà sao cái mình kiến... được bảo vệ an toàn ghê vậy. Mình sao giống tổng thống quá mà được bảo vệ chắc chắn vậy ta. Là đúng đó, tiếng Anh mình không giỏi đúng không? Đó. Thì nhờ nói thật với các bạn, khi nhờ cái môi trường bán xăng đó mình tiếp xúc với người bản xứ quá nhiều. Mà tiếp xúc bằng cái gì? Bằng ngôn ngữ chửi thề các bạn. Mình học chửi thề nhanh hơn là mình học cái nói chuyện đàng hoàng. Bye các bạn. Thì bye bên kia nha, chứ không phải các bạn này. Đó. Thì cái môi trường đó nó tôi luyện cho mình thành một cái người dữ dằn. Mình phải giữ mới được. Đúng rồi. Đúng rồi. Phải chửi thề, phải hầm hố về. You gotta be run. You gotta be running the streets. Man. Đúng rồi. Mình phải run the street mình, không? Mình bán ở đó, mình làm cho cái job đó chỉ có hình như là 3 năm nếu mà mình nhớ không nhầm. Mà mình bị cướp 3 lần. Cướp 3 lần. 3 lần. Người ta chĩa súng anh hả? Người ta bắn luôn cho người chĩa súng, bắn thẳng vô cái kiến. Bắn thẳng vô kiến. Bắn mà. Bắn rồi. Bắn rồi. Bắn mà anh Vũ thấy, anh Vũ thấy lửa. Cái đầu súng nó xoẹt lửa vô chứ mà anh Vũ vậy nè. Coi như là các bạn biết á, rồi đã vậy ha, rồi xong rồi mình còn bị cướp nó rượt chạy vòng cây xăng. Được. Mình nghĩ là mình rất là buồn cười mà vừa tức vừa hận. Ừ, mà lúc đó mình coi trời bằng cái vung đúng không? Yeah. Tại cái tuổi đó là cái tuổi rất là mình nghĩ cái trâu, chuyện nó khác. Trâu. Phải nói là trẻ trâu đúng rồi vậy. Tại mình nói ai không khía. Mày chơi kiểu nào tao chơi kiểu đó. Đúng không? Mà trong cái chỗ mình mà làm cái chay xăng đó, lúc nào nó cũng cái nút báo động ở dưới cái bàn á. Thì mình, nếu mà mình đứng á, hai tay mình để đó thì mình chỉ cần hất cái chân lên này mình là nó đụng cái nút báo động. Thì cái nút báo động đó thì là cảnh sát tới ngay lập tức. Nhưng mà nói tới lập tức chứ thật ra ở cái khu mình ở đó phút mà nó nghe mà có bắn á, có bắn nhau là cảnh sát tới chậm, 20 phút chậm á. Ủa sao kỳ vậy? Cảnh sát Mỹ mà cũng tới chậm đó anh. Thì cái khu đó nó loạn quá. Trời ơi. Cướp bóc cảnh sát Mỹ cũng sợ ra. Uh-huh. Sợ Mỹ. Thì cái đó cái môi trường đó nó tôi luyện cho bạn thành một cái người gọi là không, các bạn muốn không thành đầu gấu phải thành đầu gấu. Muốn không muốn giang hồ cũng phải là giang hồ. Tại vì mình khi mà mình làm xong cái ca đó, mình bước ra ngoài cái chỗ mà cái an toàn, cái khu an toàn của mình đó, là thế nào là trước đó là nó muốn mình lại liền. Kè, nãy giờ anh đứng ở trong mày. Đúng rồi, nãy giờ anh đứng ở trong cái sau cái miếng kiến chống đạn.
anh chửi nó. Đúng rồi, tới giờ mày về đi hả con, mày tới giờ mày về đi à, là mày xong đó. Thành thử là mình đã nói rồi, 3 năm mình được cướp 3 lần rồi, những cái chuyện xàm tùm lum hết á, những thứ chuyện trên trời nhất không. Thì mỗi lần như vậy á, một ngày á, mình nói thiệt với các bạn, một ngày mà mình làm ở chỗ đó mà mình không chửi lộn với lại mấy ông nội Mỹ đen á, là bữa đó về ngủ không được, buồn, ngày nào cũng phải chửi. Thành thói quen. Nó thành thói quen. Mà đến nỗi mà khi mà mình ở đó 10 năm nha các bạn, 10 năm trời. Thì khi mà mình suy nghĩ lại, mình nói nếu mà thật sự mình, nếu mà mình ở trên đó mà thêm nữa đó, thì tại vì mình có gia đình, có con đúng không? Mình phải nghĩ lại, ok nếu mà con mình nó lớn lên cái môi trường đó, đó chắc là nó giống mày Mỹ Đen quá. Là xong nó giống mày Mỹ Đen luôn. Là giang hồ. Nhưng mà các bạn biết không, cái khu của mình ở là như Phong nói á, cái khu rồi cái khu ổ chuột. Đó, nó giống như vậy đó. Thì trong đó nó có nhiều băng đảng. Mà mạnh nhất ở Úc Linh hồi đó mình nhớ là băng của Lào, người Lào. Ghê vậy. Ủa khu Mỹ Đen mà người Lào là dữ nhất hả? Lào, Campuchia. Tây á? Không. Việt Nam mình Lào, Campuchia ở nhiều mà. Nhiều. Rất là nhiều. Em biết luôn. Việt Nam mình lúc đó thời điểm đó chưa có gang nào mạnh hết. Chỉ có bên San Francisco. Lúc đó là gang Black con Dragon. Black Dragon bên San Francisco. Vậy là lúc đó cái gang con Phong chưa xuống đó. Chưa xuống đó. Đang còn ở gì? Ở trên Oregon. Ở Portland. Rồi. Đó là cái câu, đó là câu chuyện của anh Vũ là qua Mỹ là ở những cái khu gian chân. Lúc đó là Việt Nam chưa lúc đó Việt Nam rất là ít, nghĩa là về nghĩ coi thì đưa mình vô một cái chỗ mà mình không biết, nhưng mà ở khu Mỹ Đen á, là mình như Mỹ Đen á, họ chữa bậy rất nhiều, thử cái tính gan dạ của nhau qua cái chữa bậy. Nghĩa là không, họ coi là thằng này có hot hay không, hot là tức là cứng, thằng này có giang hồ không là nó chữa bậy. Xong á, mình bắt buộc anh Vũ phải chữa lại, giống như Phong Lê nè. Phong Lê mới qua Mỹ học tiếng Anh thì học tiếng Anh nhẹ nhàng thôi, thí dụ mấy xong có mấy Mỹ Đen em cũng vậy. Em thì khi mà qua Mỹ thì qua Mỹ không có tiền thì nhà cũng ở chỗ khu Mỹ Đen. Bởi vậy ở khu Mỹ Đen thì bắt buộc vô trường của Mỹ Đen. Thì em từ nhỏ là 13 tuổi là lớp 8 lớp 9 bắt đầu vô cái trường Mỹ Đen, là 90% là Mỹ Đen. Vô lớp Mỹ Đen không cũng muốn thử mình. Đi ngang qua, ê WhatsApp em cùng, ê nó chửi gì đó, xong nó chửi thì một ngày đó em không hiểu tại sao mà em mới hỏi mấy thằng bạn em là nguyên cái trường mà nó mấy thằng Á Châu kia mà nó không đụng, nó chỉ đụng mình nó bully, tức là nó ăn hiếp mình. Thì thằng bạn mới nói là tại vì mày không biết chửi, mày phải biết chửi. Thì cái từ, bởi vậy Phong là rất là cố gắng. Sau khi một năm mà qua Mỹ rồi, Phong cố gắng học chữ bậy, học để chửi là thánh chửi luôn hả? Thành thánh chửi luôn, phải học chửi. phải học chửi, nghĩa là khi mà nó chửi lại mình chửi lại nó quề thôi nó bỏ đi, chứ còn mình mà không chửi lại nó là mình càng chửi càng nhiều, càng chửi càng những cái thì chửi nó càng thích, nó càng thích. Đi càng chửi, không càng... chửi là nó quýnh, đúng vậy, không chửi là nó quýnh. Không chửi là nó quýnh, bởi vậy phải chửi. Bắt buộc phải chửi. Để chửi nó mới thích rồi. Thì đó là như vậy. Còn anh Việt thì anh cứ khi mà Việt thì Việt mà qua thì mới qua Việt ở đâu? Em thì khác nhiều lắm. Tại vì em cũng trải qua cái lúc khổ cực giống như anh Phong với anh Vũ. Nhưng mà cái đó nó đến sau. Tại vì cái hoàn cảnh gia đình em khác. Lúc mà ban đầu em qua đây thì gia đình cũng còn thôi cũng ok. Cho nên ban đầu là ông già còn support. Hiểu không? Ông già còn support. Thì em... nói chuyện không à, em sống với một người Mỹ trắng thì đó là mẹ nuôi của em, sau này bả là mẹ nuôi của em, người Mỹ gốc Ý. Là em muốn ép bản thân em phải học tiếng Anh cho bằng được, cho nên là em tất cả mọi thứ xung quanh em là em phải gàn nó vô là toàn tiếng Anh hết, để không có gì tới vậy tới nổi cái phone, cái điện thoại cho đến cái máy laptop của em là em đổ qua tiếng Anh hết. Thì lúc đó là em đi học bình thường thôi, em cũng được học tiếng Anh, nhưng mà lúc đó mình học tiếng Anh phải nói làm sao ta, lúc mà mình có điều kiện hơn xíu thì em ở trong cái môi trường người Mỹ trắng ha, thì mình cũng được học tiếng Anh, nhưng cái tiếng Anh mà em học được không phải là cái tiếng ngoài đường như của anh và anh Vũ học. Mình học cái tiếng Anh nói chuyện rất là nhã nhặn, rất là đàng hoàng theo kiểu người Mỹ. Em đi qua nhà em đi qua nhà của mẹ, người mẹ em Mỹ trắng, là toàn bộ xung quanh toàn là người Mỹ trắng không, chỉ có mình em là người Việt thôi, xung quanh em Mỹ trắng hết.
thì bả rất là thương em, bả muốn dẫn em đi qua những cái tiệc như lễ, những cái lễ lớn của người Mỹ, lễ Thanksgiving, lễ Christmas đồ, để mới cho qua dập dương Mỹ trắng đã vậy. Ừ, để em được học, để em được học văn hóa của người Mỹ trắng. Bởi vậy lúc đó em theo bảo hoài à. Lúc đầu qua đây mình còn khoái gái châu Á thì mình châu Á mà. Với mình theo bảo hoài, lúc đó em theo bảo hoài à, em đi qua tối ngày thấy mấy nhỏ Mỹ trắng con cháu bả thấy suốt ngày, cái tự nhiên mình lúc đó chứ mình bị thay đổi văn hóa, mình mê mấy Mỹ trắng không à. Vậy ừ, lúc đó em thấy mấy Mỹ trắng em thích mấy nhỏ. Mê cô trắng. Ừ. Em không, em mê mấy nhỏ Mỹ trắng, em lúc đó mình tự nhiên mình không có không thích gái châu Á nữa. Có thời gian đó rồi xong cái sau này thì gia đình xảy ra chuyện. Thì lúc mà gia đình xảy ra chuyện rồi, lúc đó mới đến cái khoảng thời gian khổ cực tâm tối cuộc đời em. Thì em lại tiếp tục được học tiếng Anh. Nhưng lúc đó em sẽ học tiếng Anh theo cái kiểu y chang nhiều của anh Vũ với anh Phong là ở ngoài đường. Thì cũng có một khoảng thời gian là gia đình mình đi xuống, ba mẹ mình phá sản. Thì không có tiền nữa, em phải tự bên đây em tự lầy lội kiếm sống. Em cũng đi làm xong bếp nhà hàng đồ, em ở trong cái khu em phải chọn qua Arizona em ở một thời gian. Thì em ở trong cái khu cũng khu nghèo. Đương nhiên khi mà không có tiền anh nói không, mình ở trong khu nghèo mà khu nghèo luôn luôn là xung quanh mình toàn là cám dỗ về tai nạn. Bảo đảm 100%. Anh phải tỉnh táo và sáng suốt, chứ không thôi là anh sẽ rất là dễ bị cám dỗ và anh sẽ bị lầy lội theo nó luôn. Thì lúc mà em ở trong cái khu đó thì thật sự cái khu nghèo của em ở bên Arizona nó lại khác xíu nha. Nó không chỉ là Mỹ đen không mà nó tùm lum hết á. Mỹ trắng cũng có, Mỹ cũng có luôn nha. Đầy đủ hết. Nhưng là cũng dạng thành phần là quý vị ơi, cái khu nghèo mà khu nghèo Mỹ đen á là quý vị thấy ghê gớm rồi, mà khu nghèo Mỹ trắng á còn ghê gớm hơn nữa. Nó có nhiều chuyện đủ ghê lắm. Phải, em không biết phải mô tả làm sao anh, nó kỳ lắm. Ok, cái khu nghèo Mỹ đen em cũng đã từng vô rồi, tại có thời gian em sau khi em về lại đây. Anh ở Oakland phải không, là thành phố Oakland là có tiếng ở trên Bắc Cali là khỏi nói rồi. Còn ở dưới đây em ở Compton. Boy from the Hood. Anh có coi phim Boy from the Hood không? Compton. Em qua bên Compton lúc đó có một thời gian là em trở lại đây, thì em ở bên khu gần khu Mỹ đen, là em lúc đó toàn Mỹ đen không, y chang Vũ vậy. Em chơi Mỹ đen, em qua nhà nó, em ngồi chơi tụi nó còn mời em vô nhà coi em như homie. Lúc đó không biết sao, lúc đó mình liều thiệt anh Vũ. Trời, mình thằng châu Á mình không biết gì nó hết, cũng không biết nhà nó ai biết, ai mình về nhà nó làm gì mình không. Mà tự nhiên nó rủ qua chơi, mình qua em chơi luôn, nó coi mình như bạn vậy á. Mày bây giờ kiểu rủ đi nó không dám luôn. nhưng mà mỗi cái nơi á nó khác nhau anh. Cái tụi như khu nhà nghèo Mỹ đen nó lại khác, đương nhiên nó cũng quậy rồi, giống như nói chửi. Nhưng mà cái khu nhà nghèo Mỹ trắng á, ồ cái khu em ở hay em nói á, lúc đó nó bật đi mỗi ngày. Cái khu apartment đó, nói các bạn ha, nó có cái hồ bơi. Không có ngày nào mà anh về mà dưới hồ bơi không có người bật đi. Nó không chơi hèn thì nó uống bia, là cái bèo nhất của nó phải uống bia. Là thằng nào cũng say xỉn từ chiều tới tối. Rồi xong rồi cái thằng mà mình có thằng bạn Mỹ trắng nó thân lắm, tại nó rủ nó ảnh chơi hoài, thằng đó nó bự lắm, tên Mát, nó cũng đi tù 2 lần. Thì cái mình đâu biết làm gì đâu, ngủ về nhà sau này em mới biết nó bán hàng. Thì nó bán hàng cái nó rủ em chơi luôn, mà mình phải cứng, mình không có chơi bậy bạ, anh hiểu không? Thì có một lần nó rủ em đi, nó không có xe, mấy thằng Nguyễn không làm gì tới nó không có xe bạn. Mình có xe thì nó rủ em đi đâu với nó qua nhà bạn nó chơi, em đâu biết đi đâu đâu. Thì nó rủ rồi mình đi nó, tới hồi đi rồi qua bển em mới đi giao hàng cho người ta. Mà lần đầu ngồi trên xe nó đi giao hàng chung nó luôn. Nó để hàng trong người em không có biết. Sao lần đó là em không dám đi nữa. Ê, nói tao lúc đó em không có giấy tờ, mày rủ tao đi nó là có chuyện gì chết cha. Mà đúng mà một lần trong đời mình thấy á, mình coi á, mấy cái người nghiện trên phim thì mình thấy nhiều rồi. Anh coi trên phim á, cái kiểu mà nghiện mà ghê gớm thấy nhiều, nhưng có bao giờ anh thấy ngoài đời mà cái người nghiện mà nghiện tới nỗi mà không còn là mình mà biến như thành con ma vậy? Thấy. Anh thấy rồi hả? Ở trên khu Mỹ đen có hả? Nhiều. Anh thấy, nhưng mà cái thằng Mỹ đen lúc mà nó bị như vậy có tệ tới vậy không? Tại em thấy thằng Mỹ trắng đó anh biết hả? Nó lại nó gõ cửa ha, nó cầm bình thuốc, gõ cửa, cái thằng nó ra, em nói anh nhìn cái mặt nó không còn là nó nữa, giống như là cái hồn nó đi đâu rồi. Nó dại rồi. Thì nó chơi cái thuốc gì á, cái viên màu xanh. Viên màu xanh gì nhớ hoài luôn. Là nó gõ cái thằng đó ra, thì cái thằng nó còn đỡ nha, bắt đầu mở cửa thằng mà nó mời vô nhà, ngồi xuống cái bàn. Thì em vừa mới vô nhà thôi. Thì hả, em chào thằng đó mà nó không có biết em chào luôn. Em nghe cái tiếng chạy căm 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 từ trên lầu xuống, mình không biết ai chạy hết. Thì mình thấy một con nhỏ con gái, à con đó là bồ của thằng này. Hai đứa chơi chung chơi hàng. Con kia chơi còn hơn thằng này nữa. Mà anh biết á, nó nghe cái thằng giao thuốc lại á, nó giống như là con chó mà được người ta cho ăn á, nó nghe quen luôn rồi. Cái thằng này lại gõ cửa cái là biết thuốc lại. Nó chạy xuống, nó không cần biết mình chào nó hay, nó thấy bịch thuốc, nó dớ bịch thuốc của móc viên, lấy con dao nó đập cái phạch nét cả thành bột cái hết một cái rồi nó phê, bắt đầu nó giật bình thuốc, nó chạy lên lầu luôn coi như là chở ảnh rồi đó. Đây để mình
sẵn nói về về thuốc thì mình có đập rất là nhiều tại cái khu mình ở nó chơi hàng rất là nhiều, nhưng mà các bạn biết cái đập đá là chưa có tới vấn đề lớn. Cái đập đá chỉ là cái level thứ nhì thôi, hay là cái level vừa thôi. Cái mà cái level cuối cùng heroin là chết. Heroin. Cái level cuối cùng là chết, mà khi bạn vướng vô cái chết rồi các bạn sẽ không bao giờ quay lại con đường cũ được nữa, chắc chắn 100%. Thì khi các bạn đã chích rồi thì bắt đầu nó tàn phá con người bạn, nó thành thân tàn ma dại. Còn cái nữa mình thấy rất là nhiều người xung quanh mình hồi đó đó nha, là cái ven của người ta đó nó không có đóng lại luôn, nó để cái mạch máu không, nó gắn một cái ống giấy giống như chuyện nước biển á. Nó để sẵn đó luôn, để cho có cái là bơm vô thôi, là nó không có cần mò ven nữa, nó để sẵn cái ống. Mình thấy nó lòng thòng này nè, kinh khủng. Đầu tiên mình nhìn thấy, ủa cái thằng này nó đeo cái gì vậy? Mình nói, what the f*** man. Nhưng mà cái mình mới hỏi nó, what the f*** cái gì chàng vậy? Chàng vậy? Chàng sức hả? Trong nó lòng thòng thòng nè, nó nói, ủa, nó nhìn mình nó, you get the f*** out of my face. Mà đó người gì? Thằng đó người đen, nghiêng tao cái khu đó. Thì bởi vậy cho nên tới cái mức độ đó là các bạn biết rồi, nó thành một cái con thú rồi chứ không phải con người nữa. Đúng rồi. Rồi còn một cái vấn đề nữa là ở cái khu mình ở đó, mình nhớ rất là rõ, sau này mình mới tìm hiểu, ở được mấy tháng rồi mình mới biết, khi mà mình chạy xe qua những cái khu, những cái đường nhỏ nhỏ, những cái góc phố, mình thấy, mình nhìn trên cái cột điện á, thì mình thấy những cái đôi dài. Thấy, nó là cái gì vậy? Em thấy các bạn đó, biết. Em cũng trong cái khu trên kia em thấy hoài. Yes. Các bạn biết á, sau này mới biết cái đó là cái ám hiệu để cho dân mà chơi truck nó biết chỗ đó là có đang có bán hàng. Đó là nó không biết đâu, hồi đó biết rồi. Em cũng biết, em thấy hoài à. Hồi đó em ở trong khu em thấy hoài à. Tại vì mình ở đó chừng một tháng hai tháng sau mình bắt đầu mình biết rồi, thì tìm những cái khu đó các bạn, mình nói thiệt với các bạn nha, sau 6 giờ chiều các bạn không bao giờ dám không vô khu được đó, tại vì vô rồi không ra được. Các bạn vô đó, vô thì có đường vô mà ra không có đường ra. Một là chạy bộ ra, chạy bán sống bán chết. Đó thì đó, những cái chỗ đó các bạn không ạ. Cái còn một vấn đề nữa mình đã thấy rồi, đã có kêu luôn cả như không mới nhắc á, là cái chỗ mình bán xăng, cái bữa đó tự nhiên 4 giờ sáng là mình nghe hớt hơ hải ở ngoài, nghe đập rầm 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 rầm, thì mình nghiêng đầu ra mình nhìn qua cái kiến thì mình thấy một cái thằng người châu Á mà mình lúc đó mình không biết là Nhật hay là Việt Nam hay là cái gì, mặc có cái quần slip mà tay thì bị trói làm sao, hớt hơ hải, người thì bầm cày tùm lum hết. Thì mình nói, what the fuck, what's wrong with you? Mình nói, mày bị cái gì vậy? Thì nó nói, tao bị cướp. Mà nó nói tiếng Anh không rành nữa, tiếng Anh rất là ít, mà nói tiếng Anh trộn với lại tiếng Nhật. Sau này mình mới biết là tiếng Nhật, người Nhật. Thì nó cứ kêu là help help police, nó nói vậy thôi. Thì mình mới gọi cho này, bên này là 911, thì mình gọi đó là cảnh sát, giống như ở bên Việt Nam mình gọi đó là 113 đó, cảnh sát hả. Thì cảnh sát tới thì mới lập biên bản, rồi thì mình mới biết sau này á thì mình cảnh sát nó có report ra, tại vì nó ngay chỗ mình làm. Thì sau này mình mới biết là cái anh chàng đó đi với là một cái người nữ, bạn gái hay gì đó, mà đi lạc vô cái khu đó, là cái anh lý là không bao giờ nên vô. Mà cái khi mà cái anh chàng đó thoát ra được á, thì cái con người bạn gái đó đã bị hiếp và cướp. Thì khi này cảnh sát ập vô cái khu đó thì là đã xong hết rồi, không chuyện xong. Bởi vì mình nói các bạn, khi các bạn mà có đi vô những cái khu mà mình không biết, mình thấy nó có cái nhiều dấu hiệu giống như là khu mà ổ chuột á, đừng bao giờ vô. Giả tỷ mình có bạn đó vô để đậu xe một cái, lát đi ra mất 4 cái bánh. Nó khốn nạn đó. Giả tỷ 4 cái bánh mà kê lên bằng mấy viên gạch. Đúng rồi. Gạch kê lên. Mất 4 cái bánh. Kê đàng hoàng 4 góc. Rồi, đã như vậy chưa hết nữa các bạn. Mình đã từng biết có những người Việt Nam lớn tuổi bị bắn chết trên xe. Đã thấy rồi. Thấy luôn. Là tại sao biết không?
chở vợ tới cái chỗ người nhà đó, người quen đó, trong mà đi vô trong cái khu đó, cái khu mà lộn xộn á, đậu xe vợ vô trong nhà để lấy đồ hay là gì, whatever, người chồng ngồi ngoài xe thì cái đương nhiên là ngồi ngoài xe lấy tờ báo ra đọc, cái đó là một cái chuyện bình thường thôi các bạn, ngồi chờ mà. Thì bật cái tắt máy, bật cái xe để báo đọc vậy. Cái đó là vô tình các bạn nói tao là cốp đó. Tao là cảnh sát. Ý, tại sao đọc báo lại là cảnh sát? Rồi, cảnh mày rình, đó là cái hành động rình người ta. Hiểu không? Vô, thành ra vô tội giả nó tới nó bắn thẳng luôn. Nó không cần biết mà ghi vô cái khu của nó là các bạn đã vô tình nói là mình là cảnh sát kiềm đang đi canh bắt trực hay là gì đó. Thì các bạn thì nói chung là khi mà các bạn qua Mỹ, các bạn muốn học tiếng Anh thì các bạn nên vào những cái, các bạn nên kiếm thầy Phong Lê học chửi trước. Các bạn nên vào những cái trường mà của Mỹ, những cái trường mà hả, nói chung là khi mà vô lớp thấy toàn người nước ngoài không thì nên vô đó học, đúng không? Chứ còn mà vô mà thấy toàn 90% Việt Nam không thì đừng có vô, học tốn tiền á, học uổng tiền lắm. Nói chung á là luôn luôn có hai cái trường phái là Book Smart với lại Street Smart. Mình học theo cách trong trường hoặc là học theo cách ở ngoài. Nhưng học theo cách ở ngoài đường hay cách trong trường thì một điều cuối cùng là muốn học nói tiếng Anh là phải bỏ mình vô môi trường tiếng Anh. Môi trường tiếng Anh bây giờ ở ngoài anh, khi mà anh không có tiền quăng ra ngoài đường là anh phải nói rồi, nhưng mà anh phải shop rồi anh phải rất là nhiều chuyện đối phó. Còn ví dụ như mình có tiền mình ở được thì mình cũng nên ở người Mỹ thì mình sẽ học được tiếng Anh, tại mình sẽ vẫn nói nhưng mà mình học cái kiểu văn minh hơn. Nhưng để học nói được là phải bắt buộc bỏ mình vô cái môi trường đó, chứ không phải chỉ, chứ ở đây không phải là đang nói là học tiếng Anh là phải đăng ký lên trường lên lớp nha. No, lên trường không có học được, lên trường học có là học trong sách thôi. Còn cái em Book Smart kia thì vẫn là không được. Có nghĩa là không phải là nói học trong sách, vẫn là bỏ vô môi trường, nhưng mà ví dụ mình phải sống với những người Mỹ chẳng hay cái gì đó để mà mình học mình cũng nói đi làm cũng vậy, đi làm thì xin vô hãng Mỹ làm, đúng rồi, thì ban đầu có thể mình không biết, mình cũng quơ tay quơ chân thôi, nhưng mà mình phải chấp nhận. Hồi đó em nói thật, anh ngoài đường anh nói anh đi học rồi mấy thằng Mỹ đen đồ nó ăn hiếp anh, đúng không? Tại vì anh không biết chửi, đúng không? Em nè, ban đầu em qua em đâu có ở mấy con Mỹ đen thì nó không ăn hiếp, nhưng mà nó ăn hiếp kiểu khác. Cái gì mấy hàng không phải bà ăn hiếp kiểu khác, mình chơi thằng Mỹ trắng tối ngày nó ghẹo em hoài à, nó chọc em hoài à, nó chọc như là kiểu nó khinh mình, khi dễ mình cũng biết nói tiếng Anh rồi mình nó nói mình chửi không lại nó, mình không nói được, mình không nói được, mình không có nói lại nó được, tối ngày ghẹo mình hoài, chơi nguyên đám châu Á nó nói cái em cũng ngồi à, ok cái nó ghẹo mày, ủa mày ok mày hiểu vậy không, tối ngày ghẹo mình hiểu không, nhưng mà ok mình ok mày đợi đi. Hôm nay tao chưa trả lời được mày, rồi có ngày tao sẽ chửi cho mày nghe. Rồi bây giờ mình đâu phải thực hiện được cái điều đó rồi, hiểu không? Rồi, thì đó. Rồi, cảm ơn anh Vũ, chào mọi người đi. Ok. Ok, Vũ Râu xin chào tất cả các bạn nha. Nếu mà các bạn có những cái câu hỏi gì thắc mắc hay là muốn hỏi thêm những cái vấn đề gì mà nó liên quan tới cái clip ngày hôm nay thì comment ở dưới nha. Mình có thể trả lời theo cái kiến thức của mình. Hẹn gặp các bạn một cái clip sau. Dạ, yeah, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và còn rất là nhiều những cái câu chuyện mà kinh nghiệm nhiều lắm. Kinh nghiệm sống ở Mỹ đây rất là nhiều câu, mà cái câu chuyện nó thú vị ha, hay cái bộ. Tại là nó là những cái quá nhiều. Rất là nhiều cái kinh nghiệm trải đời, rất là nhiều những cái chuyện trên trời dưới đất anh Vũ gặp được và Việt Hình đã từng trải qua, các bạn không thể tưởng tượng đâu. Rất là nhiều rồi, không thật sự mình ra đường mình chơi mình cũng học được rất là nhiều cái hay, những cái thú vị người Mỹ, những cái trò chơi này nọ của họ. Thì để video clip sau chúng ta sẽ bắt đầu kể cho họ, kể cho mọi người nghe giang hồ Việt Nam như thế nào. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, xin hẹn các bạn vào video tiếp tới nha. Bye bye.